đón tất cả quý vị khán giả và các em cùng đến với chương trình Ước Mơ Của Em. Và như thường lệ thì bây giờ chị Mai Phương sẽ gọi điện thoại cho hiệp sĩ trước đã. Xin chào hiệp sĩ. Hiệp sĩ nghe. Chắc là hiệp sĩ đang nôn nóng muốn biết ước mơ của ngày hôm nay là gì đúng không hả? Rồi Mai Phương sẽ bật mí đây. Các con ngựa o. À, nghe như vậy là biết là chắc một bạn nhỏ nào đó là muốn ước mơ là tìm hiểu về dân ca đúng không? Trời đất ơi, không phải. Nghĩ sao mà nghĩ đến dân ca được hay vậy? Ước mơ này liên quan đến con ngựa. À, cướp ngựa ngựa ô là phải liên quan tới ngựa chứ. Rồi, bây giờ bạn đó ước mơ là muốn được cưỡi ngựa đúng không? Không phải cưỡi ngựa mà là người bạn nhỏ này muốn tìm hiểu về ngựa. Đây nè, đây là ước mơ của bạn Hồ Châu Tuấn An, học lớp 44 trường tiểu học Trường Khánh Dư. Bạn ấy ước mơ là tìm hiểu về loài ngựa. Ủa, nhưng mà Mai Phương ơi, mà trong thành phố này bây giờ ít thấy ngựa lắm á nha. Đó, chính xác, đó là điều mà Tuấn An cũng đang vô cùng thắc mắc. Vậy thì bây giờ hiệp sĩ ơi hãy giúp cho Tuấn An giải đáp thắc mắc đi ha. Được, hiệp sĩ xin nhận nhiệm vụ này. Chào Mai Phương, hiệp sĩ đi đây. Dạ, em chào chị, em là hiệp sĩ của chương trình Ước Mơ Của Em. Hôm nay em đến đây gặp bé Tuấn An. Hồi xưa thì người ta cho con ngựa nó kéo vào đồ hoặc là chở người ta đi. Rồi hôm nay thì bé Tuấn An nói cho hiệp sĩ cùng với các bạn biết là ước mơ của bé Tuấn An là gì đây? Dạ, ước mơ của con là khám phá thiên nhiên, nhất là loài ngựa. Nó có cái màu đẹp. Hồi xưa thì người ta có cho con ngựa nó kéo vào đồ hoặc là chở người ta đi. Nó cũng nó hiền nhưng mà ai chọc nó thì nó cũng sẽ đá lại. Con có nghĩ cái cảnh mà hai chú cháu mình đi tìm nó rồi nó đá không? Dạ, con không. Con có biết cái cách nào mà để mà hai chú cháu mình phải đến tiếp xúc với ngựa mình biết những cái điểm mà điểm nó mình còn né được không? Dạ, đừng có đứng sau lưng nó mà gờ nó để nó đá. Mà mình đứng nhẹ nhẹ mình gờ lông của nó ở trên cái bờm. Rồi, còn gì nữa không? Dạ, đừng có chọc nó, là đừng có chạy quanh nó với lại chọc cười nó là nó đá luôn. À, có nghĩa là hai chú cháu mình đến gặp ngựa rồi phải mặc bồ hiu. Mặc mình khóc đúng không? Đứng nó khóc vậy không? Chứ mặc con nói mặc cười nó đá hai chú cháu mình sao? Mặc mà chọc nó là liêu liêu gì á, chạy vòng vòng hay đụng nó đá nó gì á, nó cũng đá lại. Này là con xem ở đâu mà con biết là những cái điều như vậy mình không làm với ngựa. Trên mạng. Hồi bữa con cũng thấy nó đi ngoài đường mà bây giờ là hết rồi. Hồi nhỏ đẹp sĩ cũng có mà thấy ngựa đua trong một gọi là trường đua Phú Thọ. Bây giờ thì hiệp sĩ nghĩ là chỗ đó chắc thì mình đến đó mình hỏi đi. Dạ, con chào bà nội con đi cùng chú hiệp sĩ thực hiện ước mơ. Các chú bảo gì con thì nghe nha. Dạ. Học tập thêm nha. Dạ. Đây, đây là nơi mà xưa là chú hiệp sĩ là đi coi với ba mẹ là đến đây coi là người ta đua ngựa với nhau. Bây giờ mình lên khán đài, mình mới lên cao, xong mình nhìn xuống, mình mới quan sát được nơi đâu sẽ để ngựa. Ủa, trong cái ngựa thấy người chạy không vậy? Ủa, con kìa. Con đang chạy đó không? Con đang chạy, nhìn lộn chó rồi. Thấy không? Đó, hồi xưa đã nhiều lắm. Do hỏi mấy cái chú mà huấn luyện ngựa chạy á, sao mấy con ngựa đó đâu rồi? Hiệp sĩ nhớ là ngựa đi đua nhiều mà ta. Sao vô đâu thấy người đua không vậy? Chào chú ơi, vậy bây giờ con hỏi chú là tại sao á là mấy con ngựa bây giờ, hồi nãy con nhìn thấy con còn có một con à? Tại sao vậy? Giờ coi như là ở đây giờ chuyển thành trung tâm rồi, đào tạo huấn luyện và thi đấu. Ủy ban nhân thành phố cũng cho đua nữa nên giờ ngựa ta chuyển về Hóc Môn hết rồi. Ủa chú, bây giờ cái địa chỉ bên Hóc Môn là khúc nào chú? Cái ngựa là tư nhân ta nuôi rồi, cái địa chỉ nhà ta là mình không có nắm nữa đó. Cảm ơn chú rồi. Dạ, dùng đi à. Dạ. Ông có bao giờ ông bị ngựa đá một lần? Chưa.
có bị hoài chứ điều mình quen rồi. Chú ơi, con là Hồ Chơi Tấn An, con đang thực hiện ước mơ. Chú có biết ở đây này có nhà nào nuôi ngựa không? Ở đây không có ai nuôi ngựa hết thôi, ta dẹp hết rồi. Khu vực này là không có nuôi ngựa. Khu vực này không ai nuôi ngựa. Dạ. Phải đi cứ lần nhà ba vòng mà bé xa ra mới là nước ngoài. Ồ, dạ dạ. Vậy là khúc đó ở gần Long An rồi. Giờ từ đây nó cũng xa lắm. Thôi thời hai chú cháu mình ghé ở đây uống miếng nước cái đi. Nha. Nếu mà lên trển mà không gặp nữa thì sao? Thì mình phải cố gắng tìm đi, tại vì ước mơ này con muốn thực hiện nó. À, hồi trước thì chú sĩ cũng có đi lên Đà Lạt, thấy đi xe ngựa kéo á. Đó, đi xe rồi ngựa cái thôi, như này nếu mà không có thì hai cháu mình bắt xe đò lên Đà Lạt nha. Rồi, con thấy như sao? Thấy xa. Rồi, giờ con vô hỏi ai đi. Dạ. Mấy chú ơi, con là Hồ Châu Tấn An, con đang thực hiện ước mơ là tìm về các loài ngựa. Dạ. Chú biết ở đây có ai nuôi ngựa không? Mà con tìm hiểu về cái gì? Bây giờ con muốn tìm nhà nào để nuôi ngựa để con hỏi nhà đó nuôi cách ngựa sau. Chú sẽ dẫn con đi đến mấy cái hộ của gia đình nuôi ngựa. Dạ. Mang tính cách là nuôi ngựa đua truyền thống á. Chú ơi, con coi cái chuồng ngựa này là chuồng ngựa. Dạ. Của ông bác này, ông ở thành phố Hồ Chí Minh. À, bây giờ chú nói con ha. Con ngựa đặng á, trắng đặng á, gọi là ngựa bạch màu trắng, kêu ngựa bạch ngựa kim. Còn con ngựa phía bên đây gọi là ngựa giang. Còn con ngựa mà đen đen cái đặng á là kêu là ngựa khú. Mà đen thật đen gọi là ngựa ô. Ông ơi. Đấy. Rồi tao kìa. Này ngựa được. Con ngựa này nè là mấy tuổi nó có mới thể đua được? 3 tuổi. Ông có kể cho con nghe. Ông xin cho phép con cưỡi nó ngựa. Là ông đua ngựa như thế nào, quy chương của ông dành như thế nào, ông kể cho con nghe được không? Hồi xưa đó thì đua ngựa ăn được cái giải đại hội đó là cái vinh dự thôi, chứ dạ. Không có hình ảnh gì đó. 97 hay 98 gì đó là cũng có ăn, có cờ, có hình đồ danh dự. Lúc mà ông nuôi ngựa con á thì ông vô ông cho nó ăn thì ngựa mẹ nó có hí hay nó đá ông không? Nếu ngựa con đỡ chừng 5 tháng là bắt đầu trẻ sữa rồi, vô đi mẹ ra 4:30 là dậy dẫn đi quần rồi. Đi quần tới 7-8 giờ đó mới về. Về thả vô rồi xuống lúa cho ăn, rồi đi cắt cỏ rồi về cho ăn. Ông có bao giờ ông bị ngựa đá một lần không? Thì cũng có bị hoài chứ, mà liệu mình quen rồi. Hãy nó con ngựa nó cắn mình, nó đá, nó ra dữ, biết là né rồi. Cũng như người mình nhiều tính. Nó dễ vui vẻ, con ông nó cọc. Ngựa không đua thì ông nuôi để làm cái gì không? Cái thứ nhất thì cái phân nó mình dễ ruộng. Cái thứ hai nữa mình nuôi để cho thật cơ. Không có đua lại mình có gốc ra hẳn mình chơi. Phân của con ngựa được bao nhiêu tiền không? Một bào một cám nữa không? Là 20 ngàn. Mình dễ phân này mình khỏi dễ phân quá học lại tôi vừa tôi mạnh. Ông có mấy cái bằng khen á mà ông đua ngựa, ông cho con xin nè. Đây là những thành tích của Ba Thành trong á, ngựa ngoài đó đó, người Giang đó là Ba Thành đó. Thành tích của nó con thúc hoàn toàn là có hai thưởng đó. Đừng có đứng chờ đôi. Không sao đâu, không sao đâu. Tại sao con ngựa nó nhai á, là nó nuốt vô luôn? Con thấy mấy con động vật khác á, là nó ăn cái nở nhả ra, cái nó nhai tiếp nó mới nuốt. Nói gì nói hai hàm răng thôi. Ủa con thấy có con ngựa thì nó nhỏ, còn có con ngựa nó to, nó con, cao. Cái con này bị lai giống của nước ngoài. Là bà nữ Hoàng Anh đó bà tạo cho tặng cho sở dụng cái thao đó 3 con. 2 con cái, 1 con đực. Cái con này là cháu nọ, cháu ngoại của con người được cứu. Con này mấy tuổi vậy? Mới có 2 tuổi hả? Và nó cao quá. Nhỏ đẹp quá, không được. Ảnh lên. Ảnh lên, sao lại yếu quá. Ồ. Làm sao ước mơ được chập cánh.
cho em tôi hành trình thực hiện ước mơ tuổi thơ. Và nếu có ai giúp sức cho em ước mơ được bay cao mãi, em luôn luôn tin vượt qua bao gian truân cùng bay theo cánh diều mơ ước. Chà, cuối cùng bắt nguồn từ một ước mơ rất là giản dị, đó là tìm hiểu về loài ngựa. Thì bây giờ Tuấn An cũng đã biết được thêm một chút về công việc nuôi ngựa như thế nào. Rõ ràng đây là một vấn đề rất là khó khăn, rất là gian nan và không dễ dàng chút nào, đúng không? Chị hy vọng rằng là với những điều ngày hôm nay mà hành trình của Tuấn An đi tìm hiểu về loài ngựa cũng đã giúp cho các em hiểu rõ hơn là muốn nuôi một chú ngựa, để chăm sóc một chú ngựa quả thật không đơn giản chút nào. Chúng ta cần phải có sự yêu thương loài vật nè, sự cố gắng và kiên nhẫn thì ước mơ đấy mới có thể thành công. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau. Nói lại chú nghe thử kìa. Đây là con ngựa gian, là nó có màu giống như con bò. Màu vàng. Còn đây là ngựa kim, người ta cũng gọi là ngựa bạch, nó có màu trắng. Còn đó là ngựa khú, là nó màu đen. Nếu mà đen luôn là ngựa ô. Dạ, dạ. Giỏi. Coi như là Phùng Huy cũng đã cùng với bé Tuấn An đã thực hiện được, hoàn thành ước mơ cho bé Tuấn An rồi. Bây giờ thì Phù Huy cùng với anh Lập